Đây là cái brie mới, nhưng mới vừa dùng thử thấy rất là ok ha, vị cola. Brie này là brie Black Blood của hãng Biox, mẫm xoay. Đây là brie Black Blood của hãng Biox. Đây là hương vị cola ha, ok mẫm mẫm. Nhân dùng mà Nhân thấy rất là ngon rồi, Nhân sẽ recommend cho mẫm thì coi coi mẫm cảm giác của mẫm sao ha. Nhìn cái bao bì đẹp ha. Ừ, bao tét nó sang của châu Âu. Chưa về là cái ấn tượng đầu tiên ở bên ngoài. Nó lớn xưa. Rồi, cái brie này thì đặc biệt là cái serving nó là 2 muỗng, đây có thành phần nè. Thấy không? Thành phần của nó thì 5g là 1 muỗng và 10g là 2 muỗng. Thì 2 muỗng thì cái hộp này sẽ được 30 lần dùng. À, vậy là 1 lần em muốn là phải 2 scoop. Cỡ như em phải 2 scoop mới xong mới thấm. Ok. Rồi. Mùi cola ha. Anh thì mùi cola, anh thì có thêm retin nữa với lại taurin nữa. Tại cái vị sao? Nó không có bị gắt giống như cái đợt cây anh đưa cho em. Crack đúng không? Oh, crack. Ừ. Rồi ok. Vậy là chúng ta đã xong cái pre-workout ha. Rồi thì trong tập thì hôm nay Nhân có một người bạn mới đồng hành với Nhân. Thật ra là cái này là coach của Nhân với lại coach trước là Steve á, và coach bây giờ là ông Andrew, thì hai người có recommend Nhân là dùng một cái loại khắp trong tập, tức là cái loại đó là nó sẽ cung cấp tinh bột nhanh ngay trong tập luôn. Thì tại sao lại có vấn đề này? Tại vì có một cái lập luận như thế này, tức là khi mà chúng ta tập á là cơ thể chúng ta đang trực tiếp đồng hóa luôn, cái là quá trình đồng hóa nó diễn ra ngay trong tập luôn. Và nếu như chúng ta không có một cái nguồn dinh dưỡng dự trữ thì lúc đó cái quá trình dị hóa nó sẽ diễn ra và nó sẽ lấy trực tiếp cái năng lượng từ cơ bắp của chúng ta. Thì nó sẽ lấy protein, nó sẽ lấy glycogen, tức là protein và carb, tinh bột á, ngay trong cơ bắp chúng ta nó đốt bằng năng lượng. Vì thế là chúng ta cần một cái nguồn năng lượng cấp kỳ để chống cái việc đó là một. Thứ hai là xây dựng cơ, tại vì có cái quá trình đồng hóa diễn ra. Thì đó chính là cái logic tại sao mà chúng ta có thức uống trong tập. Thì trong tập thường thường các bạn sẽ dùng BCAA hoặc EAA đúng không? Tuy nhiên là đối với những cái bạn mà tập cường độ cao và muốn gọi là bảo quản được cái cơ bắp một cách tối đa, muốn cơ luôn phòng mà có những cái buổi tập dài một tí, thì là sẽ sử dụng thêm một cái loại đó gọi là Cyclex Extreme. Nó là cái cáp phân tử siêu nhỏ, nhỏ hơn cả Maltodextrin nữa ha. Nếu mà các bạn nào đã từng dùng Maltodextrin thì các bạn biết là nó sẽ nhỏ hơn cả Maltodextrin nữa. Đây, thì đó là sản phẩm này. Thì sau là rất là lâu mà Nhân có thể tìm kiếm được, thì Nhân tìm kiếm được cái sản phẩm này. Và Nhân dự định là sẽ gọi là nhập sản phẩm này về bán luôn, tại vì nó là một cái thứ rất là cần thiết trong cái program của Nhân, trong cái chương trình tập của Nhân ha. Thì đây là Vitago của hãng Cytec Nutrition. Sản phẩm này toàn bộ là carbohydrate hết. Ví dụ như là 100g một serving nó là 30g, thì 30g nó đều là carbohydrate hết, thành phần nó chỉ carbohydrate ha. Nhưng mà đặc biệt là cái cáp này là cái cáp rất là đặc biệt, đó là nó được phân tách thành cái phân tử rất là nhỏ và nó sẽ hấp thụ rất là nhanh. Ok, Nhân sẽ khui ngay tại chỗ luôn và chúng Nhân sẽ pha cho các bạn xem nha. Vậy là cái này là những cái buổi tập mà đường dài là mình cần thiết đó, đúng không? Thứ nhất là mình tập đường dài, thứ hai là nếu mà cái bữa ăn của mình cách cái buổi tập nó hơi xa. Ví dụ như 1.5 tiếng trở lên, 1 tiếng trở lên, thì anh nghĩ là nên có một cái nguồn năng lượng như thế này. Mình cung cấp năng lượng ngay cho tập, ngay cho cái cơ bắp. Và cái này thì nó còn có một cái ứng dụng rất là hay, đó là nó sẽ được sử dụng với insulin. Nhưng mà cái này thì Nhân sẽ từ Nhân sẽ bật mí sau và tìm hiểu sau, sẽ hướng dẫn sau ha. Ừ, nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì ở cái tầm của Nhân thì cũng chưa dùng tới insulin, nên chỉ là ứng dụng với EAA và Vitago mà thôi. Đó là một cái loại cáp nhanh ha. Thì cái EAA này cũng là một cái EAA mới, nhưng cũng mới khui luôn, của hãng Milton. Tại vì vô tình được uống thử rồi nghe nói là rất là ngon. Nghe nói cái này người ta dùng đúng rồi, cái này thì thường á được sử dụng cho những cái bộ môn mà chơi đường dài như là đạp xe hay là những bạn leo núi các thứ ha. Đúng rồi những bộ môn đó, nhưng mà đặc biệt thì sẽ được dân bodybuilding ứng dụng vô. Mùi thơm nha. Mùi cam rất là thơm. Mùi thơm nha. Thì cái này serving 3/4 muỗng sẽ được 30g. Hiện giờ cái meal plan của Nhân là chỉ có 30g thôi, thì hy vọng là sau này Nhân sẽ được uống full. Thôi nhưng mà những cứ pha dư đi cho hai bạn này uống nữa, chứ không lẽ tự nhiên khui ra uống mình rồi. Ok, vậy đi. Vậy thì coi như là 2 muỗng đi ha. 2 muỗng là được 80g, 3 đứa uống đi rồi.
phê phê. Trời ơi, mùi này nghe thấy ngon rồi. Ok, vậy là đã hoàn thành khâu bóc siêu Vitago ha. Nói chung là tập mà được bóc siêu tự nhiên thấy nó sung liền à. Rồi tiếp theo đó là Gear Mutant ha, một cái dòng đi AI cũng khá là mới ở Power Store. Và cái loại này có hai cái mùi rất là ngon, đó là mùi Rocket Pop và mùi đào xoài. Đào xoài đúng rồi, thì cái mùi đó là nhân được chị Loan IFBB Pro recommend. Thì chị Loan nói thì phải tin thôi, và nhân sẽ khui nghe một hôm nay. Chị Loan nói là mình không tin nữa thì mình tin ai bây giờ. Trời, cái mũi gì lại vậy ta? Mũi gì là sao vậy? Ồ, hay à, mũi hay à. Nó là để cho anh đậy lại xong anh đổ xuống, ví dụ như mình xét ra hả? Không, không, hoặc là bạn nào đó. Wow. Đổ vô cái bình này đi. Đúng rồi. Rồi. Wow, xịn vậy ta. Đẳng cấp rồi cái muỗng luôn. Hèn chi nó. Mấy anh em hay uống hàng chi, cái suối đó. Hèn chi nó mắc hơn hũ BCA 50.000, hũ BCA có 650 này 700. Ê, nó mắc cái muỗng. Nó giỡn chứ AA lúc nào mắc hơn BCA vậy mọi người. Đó. Ok. Oh man. Xong rồi ai mà uống bằng cái bình có miệng nhỏ quá thì hiểu rồi nghe nó gọn gàng hơn. Bình thường á là em phải lấy giấy xong em cuộn lại để em đổ vô. Hiểu rồi. Cái muỗng này hiển tiện hơn. Từ đây bỏ vô. Cái muỗng này là dành cho mấy người hay uống bình nước suối á mọi người. Mấy cái người hèn hèn á đi tập mà uống bình nước suối. Không mua được cái bình bự nữa, mua nước suối, bình nước suối. Trời đất ơi. Ờ thì đó. Hèn á, mấy người hèn á. Ok, sạch sẽ rồi. Một muỗng nha. Rồi. Bình này hai đứa uống thì cho hai muỗng. Rót vô bình nước suối cho em luôn. Thôi, cảm ơn em. Cảm ơn em, đội ơn em. Rồi. Ôi, buổi tập này thật là tốn kém. 4 muỗng AIA. Đáng mà, đáng đầu tư mà. Rồi, ok. Let's go mọi người ơi, xong rồi. Okay, let's go. Đây là Victoria Fitness Lê Văn Định mọi người ha. Một trong những đây được gọi là hệ thống phòng gym đẹp và là một trong những phòng mà nhân đánh giá là sang xịn mịn nhất Bình Thạnh. Thì bây giờ mời mọi người vào khám phá nha. Wow. Thì cái chỗ là mỗi một cái phòng nó lại sẽ up một cái decor khác nhau. Đúng rồi, hôm bữa mình đi là Victoria ở Hoàng Văn Thụ đúng không? Đúng rồi. Cái concept nó hơi khác một chút. Đúng rồi, concept nó bữa là kiểu gì nhỉ? Bữa là kiểu như, em thấy nó kiểu giống như Hội An mà kiểu fancy hơn. À, kiểu hơi Trung Hoa một tí đúng không? Còn bên đây thì giống Nhật Bản. Đúng rồi, bên đây nhìn hơi hướng Nhật Bản hơn. Còn một phòng nữa là D2 thì không biết là nó sẽ có cái kiểu gì thì bữa đó nhân sẽ dắt cái ánh đèn vàng à. Ok. Hôm nay thì mình sẽ tập push là đẩy với vai ha. Ok, thì mọi người chắc cũng đã biết Mẫn rồi ha, nhưng cũng đã từng có một cái tập vlog với Mẫn ha, Jenny with Lion ha. Thì lần trước mình tập gì Mẫn nhỉ? Chân đúng không? Đúng rồi, bữa lên bờ xuống ruộng hết lần rồi. Thì cũng xin được giới thiệu mọi người luôn, Mẫn Lê ha, một cái fitness KOL rất nổi tiếng trong giới. Và bây giờ thì rất là vinh dự là được Mẫn trở thành đại diện thương hiệu của Powerlink Store ha. Powerlink Store, KOL, Powerlink Store Ambassador ha. Thì Mẫn sẽ gia nhập cùng với Talo, cùng với Nhân và cùng với Powerlink Store sẽ chia sẻ và gọi là lan rộng cái nguồn, một cái nguồn năng lượng tích cực đến mọi người về fitness và cái lối sống lành mạnh ha ở trong cái bộ môn này. Thì hy vọng là Mẫn sẽ hòa nhập tốt với lại Powerlink Store, và đặc biệt là ngay khi mà Mẫn tham gia vào Powerlink Store thì Nhân sẽ có một cái ưu đãi dành cho Mẫn và mọi người. Những cái bạn fan của Mẫn đó là khi mà các bạn đặt hàng trên website Powerlink Store thì ngay từ lúc này các bạn đã có thể áp mã Mẫn Lê 15 để được giảm giá lên đến 15% tất cả những sản phẩm trên website Powerlink Store ha. Và cũng không quên nữa giới thiệu luôn, đây Talo ha, thì cũng Talo 15, nếu bạn là fan của Talo thì Talo 15. Fan của Mẫn thì là Mẫn Lê 15 ha mọi người ha. Ok. Trời đất ơi. Nhưng mà tôi được cái khác. Ok ok ok, rồi rồi ok. Thì hôm nay là Mẫn sẽ tham gia buổi tập cùng với Nhân và Talo, một buổi tập push ha mọi người ha. Và hôm nay là một buổi push nhưng mà là tập trung vào cơ vai, shoulder focus ha. Thì mở đầu sẽ là một bài vai giữa. Bài tập này thì các bạn chú ý là các bạn setup làm sao ở cái vị trí cuối cùng ở đây ha. Thì các bạn thấy là cái sợi dây cáp nó sẽ vuông góc với lại cánh tay nha mọi người nha. Cáp sẽ vuông góc với cánh tay ha. Setup cái độ cao như thế nào đó ha. Cái station á, cái cable. Ok.
thì lúc ở đây áp lực sẽ là lớn nhất, tại vì nó sẽ là vuông góc với cánh tay đòn ha. Cái đường cong lực nó sẽ vuông góc với cánh tay đòn, áp lực lớn nhất ở dưới và nó sẽ giảm dần khi bạn đẩy lên trên. Đó là cái điểm đặc biệt khi mà cáp bồ so với lại dumbbell ha. Nếu mà các bạn xem vlog của Nhân nhiều rồi thì biết là lúc nào Nhân cũng nói về cái điểm này hết, ưu điểm của cây bồ so với dumbbell. Bài tập này thì các bạn chú ý là nó sẽ có những cái thành tố. Thứ nhất là cái sợi dây ha. Mình sẽ đắp như vậy để làm chi? Tại khi mà ta lô xuống sâu yếu dần đúng không? Dây nó sẽ căng ra. Cơ yếu dần, dây nó sẽ kéo mạnh lên. Nó giống như là một người đứng ở dưới đỡ vậy. Khi đẩy lên thì nó sẽ nhẹ lại, tại vì dây nó sẽ bớt căng đi ha. Thì đó là cái logic của cái sợi dây này ha. Thứ hai là cái góc ghế. Thì hôm nay là một ngày vai và Nhân sẽ muốn tập trung vào vai với phần ngực trên nhiều nên Nhân sẽ để góc ghế này ha. Nếu mà các bạn chỉ muốn focus vào vai thôi, bạn có thể lật ghế lên nữa. Góc này sẽ vô vai nhiều hơn ha. Nhưng mà Nhân thì Nhân muốn cái nó sẽ hơi có phần xiên xiên tí xíu ha. Nó sẽ là nguyên cái phần upper như thế này, ngang qua như thế này ha, để tạo một cái độ chữ V cho cái phần cơ của mình. Nhân sẽ để góc này giúp cho cái kiểu ngực nó liền với vai đúng không? Đúng rồi. Thì cái tầm này là khoảng 60 độ ha. 60 độ thì đó là cái logic của cái bài này. Gồm có ghế ha, ghế là một, thứ hai là dây là ha, là hai. Rồi tới mình vẫn vô. Đúng rồi, góc này. Rồi có một cái nữa nhưng muốn nói là nó hơi nâng cao tí xíu, đó là cái phạm vi chuyển động. Thì các bạn hỏi là xuống sâu cỡ nào ha. Rồi mở đẩy đi, khởi động á. Các bạn sẽ muốn là nó sẽ không có vào khớp vai ha. Ví dụ như mở đi tới đây là hết nè. Bây giờ mở đi xuống nữa đi. Đó, khi bạn thấy là mở đi xuống đúng không, là cái khớp vai của mở nó sẽ xoay như thế này. Thì chúng ta sẽ tránh là một là xoay lên, hai là xoay xuống như thế này ha. Chúng ta sẽ muốn là đi một cái đường như thế này, nó sẽ tinh tiến như thế này ha. Khi mà đi quá chuyển động nó sẽ nhõm lên hoặc là bị lật xuống ha. External rotation, internal rotation thì tránh hai cái đó ha. Của Mẫn hay ra tới đây ha. Đó là cái mobility, gọi là cái độ linh hoạt của mỗi người. Nhân với ta lô có thể đi đụng được nhưng Mẫn đi không đụng được. Mỗi người khác nhau ha, nên các bạn đừng hỏi là đi sâu cỡ nào đụng được hay không. Quan trọng là cái độ linh hoạt của bạn cho phép hay không, đúng không? Đúng rồi.
Good. Cắt ở Victor rất là mượt ha. Vì thế là cảm giác như là mình bị mạnh hơn bình thường á. Khi bình thường tập những phòng khác là chỉ có tập có 70-80 thôi, nhưng mà tập ở Victor là bay tới 101 lần, 101, 102, 103 lần ha. Tại vì cáp nó mượt. Cái cáp mượt, cái cáp rất là quan trọng á. Tại vì khi mà nếu mà bạn gặp một cái cáp rất là nặng, nó bị rít á, biết không? Thì rít thì có thể do nhiều lý do. Một là cái chất lượng máy nó không tốt. Hai là cái phòng tập họ không có chăm sóc những cái cáp nó thường xuyên, thì sẽ dẫn đến là cái cáp nó rít. Và rít thì khi bạn tập bạn cảm giác rất là đau khớp. Hai, nhưng nó từng bị cảm giác nó rồi. Nên nhưng rất là thích những cái cáp mà nó mượt này ha, rất là mượt. Tất cả những cái cáp đây máy rất là mượt ha. Thân người như thế nào đó, như vậy đó. Đó. Mẫn Lê đã kết thúc và rất là cảm ơn. Lần đầu tiên nhân xin cảm ơn hệ thống phòng gym đẹp Victoria Fitness and Yoga đã tạo điều kiện cho team nhân được tập ở đây, được tập luyện và được gọi là sinh hoạt ở đây từ lúc trước khi thi và sau khi thi lại tiếp tục hỗ trợ nữa. Thì rất là cảm ơn Victoria Fitness and Yoga ha. Thì Victoria Fitness and Yoga thì có 3 cái chi nhánh tổng cộng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại và nhân đã được trải nghiệm 2 cái rồi. Và như lời hứa thì Nhân sẽ review cả 3 cái chi nhánh này cho tất cả các bạn đang follow Nhân xem. Và nói chung là không biết nói gì hơn là cảm ơn Victoria thôi. Bây giờ không biết là Mẫn với lại Talo có muốn nói gì không, mời Talo trước đi. Rất là may mắn của Talo vì đã được trải nghiệm 2 trong số chuỗi các phòng tập của Victoria Fitness ở Hoàng Văn Thụ và ở Lê Quang Định. Thì Talo cực kỳ ưng ý vì máy móc ở đây cực kỳ trơn tru, tập mình cảm giác là rất là vô. Cái thứ nhất thứ hai đó là vừa bước vô là cái mùi rất là thơm và cực kỳ sạch sẽ. Đó là một trong những tiêu chí hàng đầu mà tạo cho mình một cái cảm xúc để mình vô tập hết mình. Thật sự là cảm ơn Victoria Fitness vô cùng. Mẫn Lê thì có gì muốn nói nhỉ? Đầu tiên là em cảm ơn về cái chuyện là cái lời mời vô team của Power Building Store. Rồi cái thứ hai là em cảm ơn Victoria đã cho em trải nghiệm 2 cái phòng tập mà thật sự là hả, em thấy nó còn hơn là những cái phòng tập 5 sao trước đó em tập. Đúng rồi. Tại vì mỗi một cái câu lạc bộ của Victoria thì nó có một cái decor rất là khác nhau. Em rất là thích cái kiểu đó để cho em có thể trải nghiệm được. Đúng rồi. Cái mood mình khác đúng không? Đúng rồi, mỗi cái mood em nó mỗi khi em đặt chân tới một cái phòng tập thì nó lại có cái cảm giác khác. Và đặc biệt là các bạn nhân viên ở đây thì cực kỳ là helpful, tức là các bạn rất là thân thiện và rất là sẵn sàng giúp đỡ tức là khách hàng luôn và tạo cho mình một cảm giác rất là được tôn trọng, là
dù như gặp một bạn, những bất cứ một bạn nhân viên nào, dù là PT hay là sale hay là mấy bạn manager, thì tất cả các bạn đều nở một nụ cười và gọi là chào mình hết, và mình cảm thấy là ok, thật ra đây là một môi trường tập luyện quá tuyệt vời ha. Nhân thì đã có rất là nhiều thẻ tập rồi, mà chắc là Nhân cũng sẽ phải mua thêm thẻ tập ở Victoria thôi, tại vì đây là một cái nơi quá tuyệt vời để mà tập luyện ha. Thì ok, tập này kết thúc rồi, xin chào và hẹn lại mọi người trong những tập sau. Yeah, let's go.